Dạ vâng, xin chào các bạn. Thì hôm nay là mình sẽ review một dòng máy, đó chính là dòng máy Dell Latitude 5480. Mà dòng máy chúng ta nhìn thấy là nó khoảng chừng là 1,5 1,6 kg thôi. Đó. Một cái máy mà chúng ta nhìn thấy là nếu như chúng ta làm về văn phòng, chúng ta làm về như là nhu cầu về công việc như là học sinh, sinh viên, mà để cho một cái máy có thể là chạy được ổn và chạy được là có thể là mượt mà thời gian là có thể là 5 năm đến 10 năm nữa. Thì hôm nay mình đưa ra một dòng máy, đó chính là dòng máy Dell Latitude 5480. Và một cái dòng máy mà chúng ta nhìn thấy là có thể là sao các bạn? Được coi là thời vẫn là còn đời khá là mới, bóng bẩy và khá là đẹp với một phân khúc giá tiền là tương đối là rẻ. Thì đây là cái máy này, phân khúc của máy là sẽ là đang là 8 triệu. Trên đây ha. Thì các bạn sẽ nhìn thấy nè. Thì hiện tại ở đây là mình đang review cái dòng máy như thế này. Đối với dòng máy mà Latitude 5480 á, thì hôm nay là mình review về dòng máy, và thứ hai nữa là mình gửi về cho anh một vị khách ở khá là xa, và anh khách đó chính là anh Thắng. Đây anh Thắng này các bạn. Đây. Thì anh Thắng là có chuyển cọc trước trên đây, và cái nữa là anh Thắng đang ở là thôn 1 gì đây, xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái. Thì anh có yêu cầu là gửi một cái máy, và với mới một cái máy như này và review bên trong bên ngoài và gửi cho anh Thắng xem. Thì hôm nay mình sẽ đưa ra một dòng máy mà chúng ta nhìn thấy là mình review trên đây toàn bộ về bên đây để mời chúng ta cùng xem. Thứ nhất là các bạn sẽ nhìn thấy là về phía trong và phía ngoài. Về bàn phím đi ha. Bàn phím thì các bạn nhìn thấy là nó sẽ có về phím gì đây? Phím LED. Thấy không? Phím LED này cho phép chúng ta làm việc về ban đêm. Đó, chúng ta thấy có LED trên đây không? Đó. Thì để mà chúng ta làm việc ban đêm rất là tiện lợi. Bây giờ mình sẽ là thử là mở ra để mời các bạn xem về phía bên trong. À, xem nội thất về bên trong nó sẽ như thế nào ha. Rồi, bây giờ mình sẽ tắt máy và mình sẽ về như là tháo ra và coi như là coi nội thất bên trong của máy đây. Ở đây là chúng ta nhìn thấy là chúng ta muốn tháo được ốc ra thì các bạn là 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 ốc. Và chúng ta sẽ nhấc ra được. Thì trên cái dòng máy này các bạn sẽ nhìn thấy nè, nó đang là E5480 nè, thấy chưa? Dell Latitude E5480. Một dòng máy mà chúng ta nhìn thấy nó đang có về license của Windows, bản Windows 10, bản Pro ha. Thì ở đây các bạn nhìn thấy về nội thất bên trong, mình review cận cảnh về đây để mời các bạn xem. Đó. Thì trên về bên trong của nó đây, nó sẽ có về như những cái như sau. Thứ nhất, các bạn sẽ nhìn thấy là về pin. Pin của nó đang được hỗ trợ về là 68W, là pin gọi như là pin khá là khủng và một trong những dòng pin gọi là lớn nhất của dòng Dell Latitude dòng 5480 như thế này. Và các bạn sẽ nhìn thấy nè, chúng ta nhìn thấy là sẽ hỗ trợ về 2 cây RAM và hiện tại mình đang gắn vô là một cây, và cây RAM này là RAM DDR4 8GB. Đó, và ốc tu có thể lên tới là 32 GB, 16 16 là 32 GB. Và hiện tại chúng ta nhìn thấy là 1 2 3 4. Và chúng ta muốn tháo ra, chúng ta tra cây tản nhiệt á, các bạn tháo hai cái fan nè. Chúng ta cháo ra tháo ra cái cây tản nhiệt đây. Thì lúc này các bạn sẽ tra cây tản nhiệt tại đây. Khá là dễ dàng đúng không? Pin BIOS nè. Thấy chưa? Rồi men nè, toàn bộ bên đây là không qua bất kỳ sửa chữa nào trong đây và máy rất là đẹp, máy rất là mới. Và wifi gọi là wifi chuẩn AC đây. Rồi thêm nữa các bạn nhìn thấy cổng quan. Quan đây là cổng về 4G. Gắn được SIM 4G nằm ở đây. Thấy chưa? SIM 4G nè. Đây là card quan nè. Vị trí gắn về 4G. Và ổ cứng. Ổ cứng là SSD 256GB. Và thông qua cái SCAP, chúng ta có thể gắn được cổng 12. Tùy theo chúng ta. Đó. Và toàn bộ bên đây. Main rin, pin rin. Ở trên đây hết. Thì lúc này các bạn nhìn thấy cặp loa đây. Các bạn muốn tháo loa thay loa cũng khá là dễ thôi. Đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ ráp lại và gửi về cho anh Thắng ở Yên Bái khá là xa. Đó. Và anh đã tin tưởng và đặt niềm tin vào Nhất Vlog. Đây, thưa các bạn. Bây giờ các bạn sẽ nhìn thấy là gì đây? Chúng ta sẽ nhìn thấy là chúng ta sẽ ráp lại ở đây. Và các bạn sẽ đây là chúng ta nhìn thấy đây là cái tem. Mình sẽ niêm phong lại. Và lúc này nữa là mình sẽ ký tên vào đây. Đó. Tháng 9, 24 tháng 9. Rồi một cái. Rồi tiếp theo nữa. Các bạn sẽ nhìn thấy gì đây? Đối dòng máy của Latitude 5480. Một dòng máy mà chúng ta nhìn thấy là khá là bền.
với một phân khúc giá gọi là giá tương đối là dễ chịu. Cái giá này đang hiện đang đưa ra sẽ là 8 triệu rưỡi ha, tùy theo vào thời điểm đó. Thì hiện tại thời điểm này là đang về lên giá, nhưng mà Nhất Vlog không lên giá. Rồi, thưa các bạn sẽ nhìn thấy trên đây mặt A của máy đây khá là đẹp thôi đúng không, mặt trên. Rồi thì trên máy này các bạn sẽ nhìn thấy nè, cái máy là có thể là nhìn vô nè, nó khá là mỏng hơi và đẹp đó, mẫu đẹp, được coi là xài khá là bền. Và ở đây chúng ta nhìn thấy là sao, cái dòng máy này cho phép cái bản lề nó ngửa ra lên tới là 180 độ đúng không, 180 độ ha, đó 180 độ trên đây. Và toàn bộ về như là chúng ta sẽ nhìn thấy là về phía trước nó sẽ có một cái đường cong ra một xíu và có về báo LED là báo về như là sử dụng. Rồi qua bên hông bên đây các bạn sẽ nhìn thấy đây là cổng gì, đây vị trí về chống mất trộm nè. Ở đây là cái vị trí về cổng Vega, là cho phép chúng ta trình chiếu học online, không học về như là chúng ta xuất ra về Vega, hoặc là chúng ta có thể là xuất ra về máy chiếu đó. Đây là vị trí về USB 3.0 nè, rắc và mít nè. Đây, toàn bộ bên sau là còn khá là mới và khá là đẹp. Rất sạc đây. Sạc đây là anh Thắng yêu cầu là lấy sạc Ovan đó và thêm phí. Thì đây nữa là cổng USB, này là HDMI. Và đây là coi như là vị trí về sẽ SIM 4G nè, chúng ta gắn đây. Muốn sử dụng về 4G các bạn cần phải có được cái SIM và có được cái card 4G. Vị trí về hấp thụ nhiệt nằm về phía sau để thiết kế thông minh hơn là so với dòng trước là sao, nằm bên hông đó, cổng len. Rồi bây giờ mình sẽ mở về bên trong để mời các bạn xem. Thưa các bạn nhìn thấy là về một cái dòng máy mà phía bên trong này còn khá là mới, và toàn bộ bên đây là có về bàn phím tiếng Anh, và ở đây các bạn sẽ nhìn thấy nó sẽ có về gì đây, có LED cho phép chúng ta làm việc về ban đêm, thấy chưa. Và máy thì các bạn nhìn thấy là sao, tem của thế hệ thứ 6 đó, khá là đẹp. Đây là TG Computer ha, các bạn có thể vô là laptop điện thoại TG đó, của Nhất Vlog. Đây, bây giờ cấu hình như sau. Cấu hình ở đây là mình sẽ mở lên nè. Đó. Đây đang chính là Core i5 6003, RAM 8 GB, Optu lên tới 32 GB maximum ha. Và dòng máy này chúng ta sẽ nhìn thấy là đang được HD Graphics 520. Và ổ cứng thì hiện tại là nó sẽ có là 256 GB. Đây thưa các bạn, đây là ổ cứng đang hỗ trợ về trên ổ cứng là 256 GB Samsung ha, khá là tốt. Ổ Samsung nổi tiếng rồi đúng không? Và CPU, 4 CPU ha. Rồi, bây giờ mình sẽ thử lên và mở lên test những cái cổng sơ bộ về gửi đi đóng đi khách hàng. À, đây các bạn, đây là USB mình gắn vô nè. Đây, chúng ta nhìn thấy phía dưới nè, thấy không, nhận đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ test qua đây cái cổng khác nè, cổng USB bên hông nè, nhận được không? À đây nhận được luôn. Đó, đây là dòng Dell Latitude 5480, đằng sau có cổng nữa. Và máy này thì chúng ta nhìn thấy là tới 3 cổng USB lận, khá là tuyệt vời đúng không? Rồi bây giờ chúng ta thử test nè. Bây giờ mình sẽ thử kiểm tra về như là camera. Đó, camera thì các bạn gõ vô là chỉ camera thôi là nó ra. Thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy ở đây. Đây các bạn nhìn thấy Nhất Vlog bây giờ. À, xin chào các bạn. Đó. Thì đó về camera đang khá là ổn định, khá là tốt. Và lúc này chúng ta sẽ muốn test về wifi thì các bạn mở lên wifi nè, đúng không? Còn muốn test về mạng có hay không, chúng ta vô Google, chúng ta gõ ra Nhất Vlog. Thấy chưa? Thì Nhất Vlog đang nằm ở trang đầu tiên luôn. Đấy chưa? Yên tâm. Thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy đây. À, mình sẽ mở một cái video của Nhất Vlog thử coi ha. Các bạn đã đến Đây các với bạn nè. kênh của Nhất Thấy loa Vlog. chưa? Thì hôm nay mình Đó. sẽ review một dòng Loa máy khá là mà tốt các ha. bạn thấy rồi. À, thử test phím. Các bạn test phím đi, các bạn vô Google các bạn gõ vô là test gì đây, test keyboard đi, được chưa? Thì lúc này là coi như là test key nó sẽ hiện ra đó. Và lúc này chúng ta sẽ gõ gì đây, các phím đây, được chưa? Nếu như phím nào mà nó hiện trắng lên là trên là phím đang rất là good, đang rất là ok. Còn nếu như mà nó báo gì đây, nó báo là không có hiện lên, ví dụ chữ V nè, chữ B nè, chữ N nè, chữ Z nè, ok hết. Atlas nè, chuyến bay nè, phím bắt qua bắt lại nè, chính giữa nè, đây ra khá là tốt ha. Đây là phím khá là ok. À, còn về test mic các bạn gõ vô test mic nè. Thì lúc này các bạn sẽ nhấp vào đây và chúng ta thử vô test mic nè, chúng ta thử nó sẽ hiện cái sóng lên và đó là cái mic của mình có ok hay không. Được chưa?
Rồi đây các bạn sẽ cho và cho phép nè. Đó, alo 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 alo. Thấy chưa? Test mic cũng khá ok ha. Đó là về cơ bản về những cái phím mà chúng ta đã test. Và thưa các bạn sẽ nhìn thấy gì đây? Ở đây là cái màn hình, đây là đang được trang bị là màn hình 14 inch. Và có màn hình đây là đang khá là tốt. Đó, đang là full HD và mới cái nền tấm nền gọi là IPS. Đó, gọi mọi chức năng coi như là không thiếu cái gì hết. Khá là đẹp. Và thậm chí các bạn sẽ nhìn thấy là sao các bạn? À, dòng máy này khá là bền đúng không? Bền bỉ và tốt. Bây giờ mình muốn test màn hình thử nè. Mình vô phần LCD test nè. Các bạn nhìn thấy không? Nó sẽ có nền màu trắng nè, không có điểm chết đúng không? Rồi có gì đây? Có được cái nhiều cái nền khác nhau. Ví dụ giờ mình thử qua một cái phím khác đi ha. Màu đỏ nè, màu xanh nè, màu xanh dương nè, màu vàng nè, đó xanh lá nè. Trên đây là coi như là tất cả các phím đều là ok. Được chưa? Đó là về cách mà test. Đó. À, còn ổ cứng thì test thì thực sự là SSD thì nó khá là bền. Nếu như các bạn nhìn thấy là chúng ta nhìn thấy ổ cứng là có thể là sức khỏe khoảng chừng là 70% độ ok. Đây đang là 96% ha, cũng khá là good. Rồi thưa các bạn, bây giờ đây là cái sơ bộ về như là mình đã test coi như đã thành công. Và bây giờ mình sẽ là tắt máy. Tắt máy các bạn nhớ lưu ý là sao? Tắt đi cho hết tất cả cái phím led nè, cái phím này tắt luôn nè. Đó, tắt hết luôn. Rồi các bạn mới được gặp máy nha. Chứ nếu như chúng ta gặp máy vào thì nhiều khi nó sẽ không có tốt, không đảm bảo về cho máy. Và khi sử dụng cũng vậy. Nếu như các bạn sử dụng mà để cho xài á, các bạn nhớ là cắm sạc vô. Đây mình hướng dẫn mình lấy sạc để mình hướng dẫn cho các bạn xem. Trên đây ha. À, về sạc nè, chúng ta phải cắm sạc đây có điện trước. Được chưa? Và sau đó thì các bạn mới cắm vào máy. Chúng ta lưu ý là chúng ta sạc không được sạc qua đêm. Và chúng ta nhớ là có điện rồi chúng ta mới ghim vô sạc. Trời mưa hoặc là chúng ta nhìn cái sét đánh không nên bật về mạng, cũng không cắm về sạc, hạn chế. Đó, công việc còn quan trọng quá vì bắt buộc chúng ta phải làm. Thì cơ bản là clip mình test máy, mình review máy coi như là đã xong. Bây giờ mình sẽ đóng gói và gửi đi cho khách hàng. Rồi bây giờ như sau, bây giờ mình sẽ đóng gói vào đây. Đây là đi hơi xa thì lúc này mình sẽ đóng gói vào để cho một cái bọc ni lông nè, được chưa? Để mà an toàn được máy thì cái túi này thì nó hơi rộng nhưng mà thôi kệ ở đây. Đây mình lót vào đây và lót chuột mình sẽ cho vào đây luôn để tặng người khách. Thì một dòng máy mà các bạn sẽ nhìn thấy nè, nó sẽ có một cái túi chống sốc đó, và thêm một cái nữa là mình sẽ cho vào trên một cái túi sốc này như thế này để cho an toàn. Và sạc sạc thì đây là mình lấy về sạc Ovan đó, và khách yêu cầu như thế này để cho đẹp, được chưa? Quá là chuẩn luôn. Đây là cái thùng đây, bây giờ mình sẽ bỏ vào đây đó, bỏ đây ha. Trên thùng này các bạn nhìn thấy máy để nghiêng gì nè, thấy an toàn không? Khá là an toàn đúng không? Đó, khách có yêu cầu là cái con chuột bỏ vô. Đây là xốp mình sẽ bỏ vào rồi nè, chúng ta nhìn thấy nè, thấy không? Xốp đây là để cho kiên cố lại ha. Đây là sạc, được chưa? Đó, đè xốp lên thì lúc này nó rất là êm rồi. Bây giờ mình sẽ đóng gói lại nè, đóng gói lại đây đó. Thì một vấn đề một cái máy mà khi chúng ta gửi đi mà chúng ta đóng gói lại cho chắc lại thì an tâm hơn. Đây cơ bản là mình đã đóng gói xong như thế này đó, thì bao hết tất cả về băng keo sẽ cho nó chắc, cho nó bền. Rồi clip ở đây là mình xin tạm dừng ở đây ha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi clip của mình. Các bạn nhớ có những gì thắc mắc chúng ta có thể liên hệ là 0922 422 422 Zalo ha. Xin chào, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại chúng ta ở những clip tiếp theo, hoặc chúng ta gọi được trực tiếp với ha.